Chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì hôm nay mình mới soạn ra mà được một cái lô máy Makita ha, rất là đẹp luôn ha. Nói chung là từ máy khoan, rồi máy cầm mài cầm tay, rồi máy cưa xích, máy cắt, rồi máy phay, rồi máy nhắm tăng luôn ha. Nói chung là cái lô này là rất đẹp luôn ha. Điểm sơ qua cho anh em xem nè, con nhắm tăng nè, nhắm tăng 100 ha. Con này con cũng đánh đường đánh gì đó ha. Đó. Còn máy cắt Makita, nói chung là hàng rất đẹp. Còn máy phay Makita ha, phay cổ dài ha, có thắng. Rồi máy cưa xích trực tiếp ha, con này cũng Makita luôn ha. Rồi bào Makita ha. Rồi máy khoan nhưng mà đang gắn cái đầu này, cái đuôi này giống như lông ngựa anh em. Đó. Rồi đây con máy khoan ha, có khoan chức năng phân tường luôn. Rồi một con phân gốc ha. Chung là hàng rất là đẹp luôn. Cái lô này thì anh em nào có thích con nào thì cứ alo mình ha, giá đã để trên sản phẩm hết rồi. Rồi đầu tiên mình sẽ test nha anh em một con máy mài khuôn ha, máy mài khuôn Makita ha. Con này cốt 6 ly ha, ngoại hình rất là đẹp ha, giá 500k ha. Anh em lưu ý giá trên đây là chưa bao gồm ship, trên đây anh em chỉ khoảng hết bao ship luôn, con nào anh em chỉ khoảng hết bao ship. Rồi ok, test từng con này. Con số 1, con này thì công suất là 200 này, chạy rất êm nha nè. Đó, Makita đây, GD0603 ha. Đó, tắt công tắc làm sao nè, quá trời đẹp luôn ha. Con này thì cộng dây nối tùm lum rồi, nãy mình không có thời gian nên mình không có thay con dây này ha. Đó, con này giá 500 nha, rất là đẹp nha anh em. Rồi con số 1 tiếp theo nha anh em. Tiếp theo con số 2 nha. Số 2 là con khoan gốc nha. Dây ghim đó có cái đầu khoa mở khóa luôn nha anh em. Đầu mở khóa đây. Con số 2 giá 600 nha. Con này của Makita ha, khoan 10 ly anh em. Con này model là DA300R nha. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Anh em thấy nè, đầu khoan nè. Ha. Đó, rồi test. Con số 2 nha anh em. Con số 2 giá 600k, khoan gốc nha. Anh em dùng để phân gốc nha anh em. Đây nè, bóp nhẹ phân nhẹ, bóp chậm phân mạnh nha. Đó, có điều tốc luôn nha. Đó, đặc biệt nó có điều tốc rất là hay anh em nè. Ví dụ mình bóp nhẹ nè. Đó, bóp nhẹ chạy nhẹ nè, chạy mạnh nè, rất là ok luôn nha anh em. Con số 2 giá 600k ha. Con này anh em mà mua con này thì không phải hối hận đâu, rất là đẹp luôn ha. Đó, 600k. Rồi tiếp theo con số 3, số 4 nha. Số 3, số 4 là hai con khoan ha anh em. Em khoan, con khoan này thì có chức năng khoan tường luôn nha. Đây nè, đó, chức năng đục nha. Đây, anh em xây cái chấm này nè. Đó nha, ngoại hình thì cũng rất là đẹp luôn. Con này thì khoan một chiều một hoặc có chức năng khoan tường thôi chứ không có đảo chiều nha anh em. Con này giá 500k, mũi khoan 10 ly đây. Đó, anh em nào mà xài gia đình thì mua con này khoan thì rất là ok. Rồi, test. Xay cái núm à. Đây chức năng đục đây nè. Đó, nha. Nha, đè xuống là biết đục ha. Rồi, con số 3 giá 300 500 nha anh em. Tiếp theo con số 4 nha. Số 4 thì con này cũng khoan luôn anh em, mà không xài cái đầu này anh em dặn ra, anh em mua cái đầu khoan anh em dặn vô ha. Cái đầu này đánh bóng, đánh bát, đánh gì đó ha. Đầu này thì con khoan này tới 13 ly nha anh em. Đó, giá 500 luôn ha. Con này thì ngoại hình cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Em thấy nè, rất là đẹp nha. Rồi, test. Con này thì có chức năng đảo chiều điều tốc luôn nha. Ha, đảo chiều điều tốc đầy đủ. Ha. Đảo điều tốc đây nè. Ha. Rồi. Con số 5 là 500 nha anh em. Rồi. Rồi số 4 là 500 ha. Tiếp theo con số 5 là một con bào của Makita ha. Ủa, số 5 đây hả? Rồi test số 6 đi. Test con bào Makita nha anh em. Số 6, con bào Makita ha. Con này giá 800 ha. Đây, rất là đẹp nha anh em. Đó. Ha, lưỡi đồ cũng rất là ok luôn ha. Tem mạc đầy đủ ha. Nói chung là con này ngoại hình rất đẹp anh em. Giá 800k nha.
Anh em lưu ý giá chưa bao gồm ship. Con này nè, tem nó đây còn luôn nè, thấy không? Chạy rất là ok nha. Rồi. Rồi. Con bào số 6 giá 800k nha anh em. Tiếp theo nha. Tiếp theo con số 5 ha anh em. Con này đúng lẽ là để lên đây mới đúng, nhưng mà đâu à. Số 5 nè, dây điện đó nè, rất là ok luôn ha. Con này là 5012B nha anh em. 5012B là con cưa xích trực tiếp ha. Đây, làm nó đây. Ha, làm xích zin hết nha anh em. Ngoại hình nó rất là đẹp luôn ha, anh em thấy nè. Từ tem ha cho tới trên dưới là rất là đẹp luôn ha. Đó. Rồi, test cho anh em xem. Ha, trực tiếp này chạy rất là nhanh nha anh em. Ha. Ha. Đưa vô là ăn. Ha. Nó chạy nhanh mà, nhưng mà anh em nào mà tạc tượng mấy mua mấy con này là tạc tượng rất là ok nè. Nha ha. Đưa vô khuyết lỗ liền ha. Đưa nhẹ vô khuyết lỗ liền. Rồi. Tiếp theo số 7 nha. Số 7 là một con khuây Makita ha. Con này thì cổ cao nha anh em. Con này mình nhớ không lầm là 3600AH gì đó ha. Con này là của Makita ha. Cốt 12 ly ha. Nó đang có một cái sơ mi có không? Cốt 12 ly thẳng luôn nha anh em. Rồi test thử cho anh em xem. Con này thì có thắng chạy rất là ok nha anh em. Có thắng luôn nha. Đây. Ha. Ha, chạy ngon lành có thắng luôn. Ha. Thắng rất là ok luôn nha anh em. Con này giá 2 triệu nha anh em. Con số số 7. Số 7. Số 7. Con số 7 nha, giá 2 triệu nha anh em. Đó. Tiếp theo con số 8 ha, một con rất là đẹp nữa đây anh em. Số 8 con này rất là đẹp luôn. Con máy cắt lưỡi 190 của Makita ha, dây zin nè. Ha, đế nó cái đế anh em hết. Nhìn rất là đã luôn. Con này còn cái cử đây luôn nha anh em. Nha. Anh thấy đế bóng gương luôn nha. Nó là bóng gương luôn á. Nói chung là như là đập hợp luôn. Ha. Đế này là đẹp như đập hợp luôn ha. Còn cái cử luôn. Đầy đủ lưỡi 190 luôn, lưỡi zin theo máy về luôn vậy ha. Con này rất là đẹp nha anh em. Đó. Thắng đầy đủ luôn ha. Con này của Makita. Rồi. Test thử cho anh em xem. Kim điện vô. Con này thắng ngon lành luôn nha anh em. Con này chạy rất là im. Đó, quá đã con này luôn anh em. Giá 1 triệu nha. Nói chung anh em nào làm đi quay á, gom hết nguyên cái lô này về là anh em sử dụng được hết luôn nha anh em. Hả? Rồi, tiếp theo cái con này ha. Con này thiệt tế là mình cũng biết nó xài gì, nó cũng một chút là nó đánh thôi. Nó đánh bằng cái cước ở dưới thôi ha. Con này nè, model đây anh em. Model là 9740, anh em có thể tra model này ha. Cái máy này mới khoảng 90 triệu vậy đó. Ha. Đó. Con này nó chạy lại tốc độ là 3500 vòng trên phút nha. Công suất là 1050W nha anh em. Đây. Con này thì về độ mới nó thì rất là mới luôn ha. Từ cái dây điện luôn ha. Dây điện cho tới mặt trái phải ha. Mấy con ốc này ha. Cước ở đây đầy đủ luôn ha anh em. Ha. Anh em nào mà không chơi cục này, anh em về chế cục nhám, anh em để vô đây anh em đánh cũng ngon lành luôn ha. Rồi, test thử cho anh em xem cái con này ha. Chứ nó chạy như thế nào ha. Đẩy test lần này luôn. Con này thì ngoại hình nó rất đã, rất đẹp luôn nha anh em. Phải là như mới luôn. Nè, cái tem bên hông nó vẫn còn luôn nha anh em. Đó, chạy và đặc biệt có thắng luôn. Chạy không cái đi. Đó, thắng luôn nha anh em. Lật lên nha. Đó. Thắng ngon lành đó nè. Rồi. Để tên. Đó, nè. Nè. Đây nó như nó phá vậy đó nè. Ha. Rất là đã nha nè. Nè. Anh thấy không? Thấy chơi trắng một lần ha. Đó. Rồi. Ok. Con này thì giá 2 triệu luôn nha anh em.
Tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay anh em, hôm nay mình lên 10 con Makita nha, 10 con. Tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay ha là con nhắm băng nha. Nhắm tăng của Makita ha, con này thì ngoại hình nó cũng rất là đẹp nha anh em. Đây. Ha, Makita. Cái con này thì anh em thấy rồi đó. Ha. Nhám mình mới gắn vô nè. Đó, cái trắng rồi đầy đủ luôn. Con này rất là đẹp nha, cao su là cao su mới luôn. Rất đẹp nha. Đó, đây. Con này thì model đây anh em biết rồi. À, đây Makita đây 94 đây 9402 nha anh em. Đó, nhám là 100 nhân 610 ha. Công suất là 1140W. Đó. Nó chạy là 3500 vòng trên phút nha anh em. Rồi, test. Lạc nhiên lên nè. Để nằm gì. Rồi chạy đi. Rất ok luôn. Con này anh em mua về anh em chế đồ cũng được nữa ha. Đó. Chạy đi. Chạy rất là ok nha anh em. Nè. Chạy con xíu mà nó láng nè ha. Đó, anh em thấy láng không? Ha, rất đã nha anh em. Con này là full chức năng hết, chạy rất là êm luôn ha, cực kỳ êm luôn. Đó, anh em thấy nè. Rồi ok, thì hôm nay mình lên bao nhiêu mặt hàng của Makita đó ha. Hàng này toàn là hàng tiễn, hàng đẹp không nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu con nào thì cứ alo bên mình ha. Số điện thoại mình sẽ để trên video. Hoặc là đến cửa hàng mình ở 465-467 đường DT743, ngã ba Cây Đẹp, Dĩ An, Bình Dương. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.